Trường. Có hậu
vì rất tóc. Người phụ nữ mặc đồ đẹp đi xem show, thích coi show gì vậy? Em dặn anh Nam là tất cả các show của mình nếu mà anh quên là đi nhắc người chuyên quan. Show đó vậy. Anh lần đầu tiên trong lịch sử mang giường sớm 20 tuổi mà hối chạy như vậy. Làm gọn gàng cho nó. Phúc ơi, cảm ơn em. Cảm ơn anh, chúc mừng anh. Có một đoạn giới thiệu em lên sân khấu em không có ta lên. À, em sẽ giới thiệu em lên sân khấu em cũng như lên nhà 2 nữa. Thì cũng lấy đây là nhà thiết kế sexy nhất Việt Nam, hàng Tony. Sao em đây mặc đồ kín vậy? Thanh lịch.